Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ok, lo chuyện người trở lại kênh chuyện của Sao Là Sao Này rồi mọi người. Và hôm nay mình lại gửi sát răng một màu cùng Samida. Và vị khách hôm nay đó chính là Mèo Sydney. Thì lần trước Sam có ăn thử thách màu xanh đúng không cần. Và lần này tôi cũng ăn màu xanh nhưng với em tươi mà. Với thử thách lần này em ăn một món màu xanh em phải bắt buộc phải trả lời câu hỏi. Dữ thì sao? Đúng rồi. Ăn rồi mà cũng phải hỏi sao? Đúng rồi. Trả lời. Đúng rồi. Thường á, với những cái khách mời như này mình sẽ cho sim lựa. Đó, tại vì đây là phòng của sim mà. Tất cả các món này em thích món nào đầu tiên? Nó phải là món thích nhất. Món thích nhất hả? Thật ra thì trong này cũng không có món nào mình thích hết trơn. Thì nếu mà có khoai lang thì em thấy khoai lang nó màu xanh. Thích ăn màu xanh thì phải có màu xanh đi mà. Đó, đau lòng. Chỉ có thể luộc khoai lang rồi dán cái tờ giấy màu xanh lên cũng được mà. Cũng được nhưng mà không được. Ghê luôn á. Ok. Bây giờ món đầu tiên mà sẽ là cái này snack. Cái này là gì đây? Rong biển giòn hải sản. Không gì hết. Tưởng là snack mọi người. Snack không? Cái này vui vậy. Cái này hơi mềm mềm chứ. Cái này em phải cầm giật lên, cầm giật lên. Cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Cái này là kẹo sốt. Kẹo sốt xoắn. Cái này thật sự là tôi chưa ăn. Chưa ăn bao giờ chưa? Chưa. Chuyện chưa ăn. Thật luôn á. Cái món này chắc nhiều bạn ăn lắm luôn á mẹ. Đó rồi giật nha. Chắc em với chị ăn một cái thôi. Rồi rốt rồi giật dữ chưa? Đây đẹp chứ rồi. Mình phải nắm thóp nữa. Đây ok. Mình lấy một cái mọi người. Đừng có giật là không ra mọi người. Thật không ra. Xé. Đó giờ xé ra giật không ra. Nhẹ nhàng không chơi bạn ơi. Rồi bây giờ kẹo này chắc mình nghĩ nó sẽ ăn khá giống kẹo dẻo thường nhưng mà nó có cái nó sẽ dài hơn. Đây mình cắt ra mọi người. Ok. Nó dài cực. Wow. Dài luôn giờ. Ok. Ta-da. Ăn thử nha. Cái này nó mời các bạn mà. Ăn nha. Cái này nó giống kẹo dẻo bình thường các bạn. Nó có màu mè này. Rồi ok, câu hỏi đầu tiên. Let's go. Kể tên đối phương, tuổi, lý lịch, nói chung lý lịch tất cả mọi thứ với đối phương. Okay. Em kể chị kể em rồi. Ok. Ok, bây giờ kể Sam trước. Đối phương mình là Sam Mai Đào, full team là trước thì anh Đào, hiện tại 22 tuổi. 22 tuổi. 22 tuổi. Sinh ngày 4 tháng 3 2001. Cùng thích ăn xúc xích. Còn mình tên kênh Mèo Simi, tên thật Trương Thị Trúc Đào, sinh mùng 4 tháng 3 2001, công sông Ngư, sinh tại Huế và làm việc tại Hồ Chí Minh. Đó, nó đơn giản lắm, nó là sim hay quên những gì ông tung. Quên hỏi luôn. Các bạn nào công sông Ngư đừng quên comment video sau biết nha. Rồi ok, bây giờ đó là quà của em. Bây giờ mấy ngày rất ngọt các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn cái gì đó cho bớt ngọt đi. Thế hôm nay cái gì cũng ngọt hết trơn. Sao có hộp con giấy này nè. Hôm nay không phải lâu đâu, không phải không tại vì cảm giác là thử thách này phải tất cả thứ đều xanh nên chị mua cái này, ok? Kẹo đi, đây kẹo thơm miệng. Cái này hồi nhỏ mới nó thích mà. Đó, kẹo Mentos á, kẹo này ăn cũng thơm miệng á. Đó. Nhìn nào. Nó chất chất khủng lắm, màu xanh đó mọi người. Rồi ăn thử nhá. Để coi cái này lâu mình chưa ăn luôn á. Thử. Đúng không? Nuốt được, Mentos nuốt được. Kẹo gum kìa. Không nhai được. Đúng rồi. Mày qua xin hỏi mình. Mình nuốt vô nghe chết luôn á. Rồi ok, câu hỏi của em. Câu hỏi một quần fan hỏi mình. Đó. Chị Sammy với chị Simi có từng bao giờ gọi là cãi nhau chưa? Trời ơi, câu hỏi này hỏi cho vui đúng không? Với chị em mình, trời ơi. Chị em mình đánh nhau nghe vậy. Vô. Là cái cạnh này mấy bạn phát cắt lên tóc
ok, bây giờ mấy bạn làm tóc tóc cho mình nhé, bạn nào quay lại đây nhá, các bạn sẽ ghép tóc tóc cạnh đầu á, bảo là chị bị ấy à, xin sam lần ra ghép nhau rồi. Ok, bây giờ mình làm bầu cho bạn làm tóc nha. Ok. Ôi, bây giờ mình đánh nhau đi. Em tắt chị đi, tắt đi. Rồi chị tắt đi. Ok. Nhớ nha, nhớ bạn nào làm nha, mình tìm liền nha. Rồi ok, đó là câu hỏi mà rất là nhiều bạn hỏi. Và bây giờ mình sẽ trả lời. Rồi bây giờ thế em lựa cái món nào cho nó ngon tí đi, hồi trường hồi ăn nó ít ít quá. Cái nào lựa nhiều đi. Mình sẽ lấy que rồi mọi người. Ồ, món này là món tuổi thơ nha. Cái món này nha, mình cực kỳ ghét. Vì nó là sữa bạn ơi, tôi ghét uống sữa lắm. Không phải là ghét uống sữa nhưng mà biết không phải là mình ghét uống sữa mà đơn giản là mình không có ăn ngọt nhiều. Đúng rồi, đúng rồi, mình không khoái kiểu sữa lắm nha. Sô cô la mình ăn được nhưng mà mình không ăn liên quan đến sữa được. Đó, bánh que. Đó, hồi xưa. Hồi xưa ai cũng ăn hết trơn á. Đó, rồi con cái ăn rồi một cái rồi mình sẽ trả lời câu hỏi. Đó. Đây. Wow. Cái vị nó rất y chang như hồi mới ăn luôn á. Nó ngọt. Nói chung là vấn đề là xong đây review đồ ăn lại. Rồi hỏi em nha, cái câu này rất là nhiều bạn cũng rất là hỏi câu này luôn, mà câu này là chí mạng luôn. Có bao giờ Phong và Kai nhầm hai chị em mình không? Nhìn sim ra sao, nhìn sao ra sim không? À, em nghĩ em phải kể một cái gì đó. Thực mình tế. Nhớ là có một sự vô tình hay sao á, các bạn có nói đúng không nữa? Mình nhớ thì là hôm nọ mình vào phòng của Sam, mà Sam đang ngồi máy tính hay sao, hay là Sam đi đâu đấy mình không nhớ, mà mình đang ngồi ở giường hay là máy tính mình cũng không nhớ nữa. Lúc đấy mình quay lưng lại, mình đang bấm điện thoại, xong Phong kiểu Sam ơi, xong mình kiểu gì vậy, xong Phong kiểu ôi ba hát ủa xong luôn. Chị em được là lúc đó tóc đen hay sao vậy? Hình như là em mặc đồ chung với Sam. À đúng rồi, chắc là Sim mặc đồ giống với Phong, à giống luôn giống với tôi. Tại biết sao, tại vì đặc biệt á, cái này phải thông cảm cho Phong, tại Phong cận xấu đồ mà xấu đồ nên là nhìn những lúc người không ra. Còn Kai có nhìn từng lầm với chị không ta? Cay không, cay mắt sáng lắm các bạn ơi, nhìn rõ lên. Là nếu các bạn không biết, tôi sẽ spoil nhỏ các bạn. Thì trong team này chỉ có mình với Cay không biết cận thôi. Đúng rồi, và chỉ cần có chơi thôi đó thì không. Nên là Phong thì có nhầm, còn thực sự là hai chị em mình thực sự là nói gì nói chứ nó bị khác nhau quá mà. Sim dễ thương này còn mình giọng như đàn ông nghe, bạn nghĩ sao vậy? Bây giờ nói Sim ơi, Sim kìa. Nhầm là do mặt đồ cấm quá thôi. Đúng rồi, bạn nhầm thì khó lắm. Khó lắm, thực sự là người tóc thì vàng, người tóc xanh không nhầm được các bạn. Và đặc biệt nha, Cay với Sim yêu nhau mấy năm rồi. Sắp 5 năm rồi đó. Mình là 4 năm rồi các bạn. 4 năm rồi đó các bạn ơi. Đó, đây là cái việc nhầm khó lắm. Là cái hỏi này mình xin trả lời khẳng định là Phong với Kai không bao giờ nhầm. Chỉ có là mặc đồ quá giống bịt kính thì mới gọi là nhìn không ra. Ok, vậy nha. Món tiếp theo mình nghĩ là hồi trước cái món mà nhiều bạn thích ăn nhất là chắc là Phú Mai có bật cười nha. Được không? Phú Mai bật cười ăn vô cái cười hoài các bạn. Cười như bảo luôn. Thật sự là biết không? Khi mình mới mua là phô mai có màu cười, có màu xanh của mèo Simi. Nhạt y chang màu của Simi luôn á. Tôi nói thật luôn á, có nhiều bạn hình như không thích ăn phô mai con màu cười lắm. Nhưng chị em tôi thì khá là thấy ngon. Phong thì khá che này nha, Phong thích ăn này. Bây giờ nói chung là tùy mọi người, chắc Phong thích ăn ngọt các mọi người. Đúng rồi. Còn tụi tôi thì thấy là cũng vừa. Không phải ngọt mà nó nhưng mà tùy khẩu vị mọi người đó. Cái này mà ăn chung với bánh mì thì gọi là mười điểm không em? Em thách chị Sam và chị Sim gọi điện cho anh Kai và anh Phong coi hai người có bắt máy không? Nói chung là nếu bạn biết là bây giờ là 12 giờ đêm và bây giờ mình đang có thử thách này. Đó, lúc nào cũng bị sao nhưng mà chị Huết đều cho thử thách tổng 12 giờ đêm không ạ? Đó, nên là 12 giờ đêm để xem có mẹ có bắt máy khi mà tụi gọi không nha. Ok, Sim thử đi, đây giờ từ. Đó, quay, đây điện thoại nè. Ok, bây giờ mình sẽ gọi Kai ha. Simi để Kai Don là tên gì vậy? Kai đó. Kai Don, đó, đó là sao vậy? Kai đó. À, đó. Có chẳng nghe mà nắng gì. Giờ gọi đi, bật loa đi, ok. Đưa nè. Để xem coi Kai có máy không. Alo. Kai đang bận đúng không? Ok, bye bye. Bye bye Kai nha. Bye. Với thử thách của Simi gọi thì Kai Ron đã bắt máy và các bạn không hiểu gì hết trơn. Ok, bây giờ đến tôi sẽ thử gọi Phong cần ti để xem qua. Em lưu số là số Phong tên lạ lắm. Ở đâu để coi. Bây giờ tại vì điện thoại mình đang quay mà không thể lấy điện thoại mình được. Simi đặt tên Phong cần trong số trong điện thoại nha. Đây. Phong cần fake.
Tại sao là đặt công thức là công thức phát? Chết rồi. Giả. Ok, giờ gọi thử nha. Đây. Gọi ra SE luôn sớm nha. Tụi nó gọi cho phong gần SE. Quá. Nghèo thì em. Hình như là cài góc máy nhưng mà phong mình thấy hơi khó đó. Người thích ngọt lắm. Còn nếu bạn thích ngọt có thể ăn nha. Nhưng mà mình cũng sẽ ăn, ok.
ngọt các bạn ơi. Cái bà này ăn hoại vậy. Xin đi ăn hoại. Ngọt quá. Nói chung là bạn nào thích ngọt thì bạn nào thích ăn ngọt thì ăn. Đúng rồi, mình nhưng mà ăn ngọt. Nếu mà cái này mà có một cái phiên bản là không có quá ngọt thì tụi mình nghĩ nó sẽ rất là ngon các bạn. Cay mình ăn được, ngọt thì mình không ăn được, cay với lạc ăn được. Đó, ok, bây giờ câu hỏi này người ta gọi là béo. Nó bị béo nhưng tại vì vị phô mai này nó rắc hơi nhiều các bạn. Đó. Nên là ok, câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tụi đâu? Chị ở trong này bây giờ em hỏi em. Chưa chắc là trả lời được không? Mèo fan hỏi khó lắm đúng rồi. Khó lắm, lần này khó thiệt không? Ok, để coi bạn fan này hỏi gì nào. Ok. Bạn fan này hỏi là nếu chị Sim với chị Sam hoán đổi người yêu sẽ như thế nào? Tức là em yêu Phong, chị Sim yêu Kai như thế nào? Mình sẽ khóc mọi người. Mình sẽ khóc mỗi ngày, mỗi đêm. Mình sẽ... Không cần làm em buồn gì luôn á. Mình sẽ... Simi gặp Phong á, là mặt Simi sẽ luôn nha. Mặt Simi nhăn rồi. Là anh chứ Phan không cần, mà sao mình thích không cần được luôn các bạn. Đúng và rồi. Mình là một người không phải, nói chung là Phong cao cũng khá là trời ở đẹp trai nhưng mà cao quá mọi người. Không phải gu, nói thẳng là không phải gu. Đó, đó. Nên là anh Phan luôn. Mặt ông như ác quỷ vậy mọi người. Dục cao ác quỷ á, nhưng mà mặt ông nội Phong gọi là mình ghét á. Không thấy, tôi ghét là mặt đó. Ây da, anh Phan chân chỉnh luôn các bạn. Anh Phan Phong chân chỉnh. Ủa màu xanh mà. Xanh như đây xinh nhạt, xinh đậm là thấy ghét rồi đó. Còn riêng với Sam, nếu mà được hẹn hò với Kai thì mình cũng không biết nghĩ gì hết trơn. Mình cũng nói chung là mình với Kai là chị em tốt các bạn, nên là cũng không nghĩ gì hết trơn. Mình đâu có phải gì đâu. Nếu mà Kai cũng là một người rất là chú hề đó, chú hề đây mà có thấy lần hai đó, nên là mình không có cảm xúc gì hết trơn. Còn Simi là gọi là anti fan Phong các bạn, nên là bạn hỏi đó là fan mình sao vậy đó. Tôi nhớ hồi đó có một cái clip bạn nhớ không, Phong cực đúc mèo Simi rồi mai rủ nhớ các bạn chứ không, cái vụ đó trời ơi đến nỗi không cần sợ quá, không cần phải giải thích clip với bạn ơi đó. Như bạn bảo là chị Simi thích ảnh Phong cận trời ơi, tôi làm của tôi cười chết luôn á. Tôi đọc comment Phong sao cái số đêm đó được cái gì vậy, sợ lắm, sao cái số đêm đó sợ lắm, sợ nổi da gà da heo da cóc da mận đó mọi người, nổi da gà da heo đó. Nói ra là thích Phong cận nghe bạn nói vậy sợ lắm đó. Nói chung là okay. Trả lời thật lòng trong trái tim của mình. Rồi bây giờ đến Simi. Ủa đại chị chồng mà. Ủa chị đâu coi em. Đây em. Mình sẽ cho rất nhiều món. Con số gì đây. Lotto 25. Ủa gì vậy. Cái này là 29. Dưa khô. Đấy ok. Dưa khô cũng có nút mà ơi. Khô nè. Rồi mở lại. Thật sự là sao mà như ít ăn dưa khô lắm mà. Nó ít lắm luôn á. Nhìn nhờ như mùi thích á. Đúng không, mùi thích đúng không ta. Mình cũng không biết là mùi thích đâu. Không. Ủa thật hả? Không thích hả? Ai đồ ngát vậy đấy? Wow, thơm nha. Cái này mà bỏ thơm vào quá ngọt. Cái này mà bỏ vào cái gì đâu. Cái này mà bỏ vào cái kem á thì nó là ngon. Wow. Tốt nha. Cái đậu kem này ăn cũng ngon quá. Ngon. Ngon nha. Bỏ ngon luôn. Ngon mà thơm. Không quá ngọt. Bạn có thể mua ăn thử. Ok. Câu hỏi này là câu hỏi tiếp theo và một câu hỏi mình thấy hai tiếp á. Câu hỏi này là một câu hỏi của các bạn nào đó. Đặt ra là hai chị Sim và chị Sam làm xa nhà, vậy có nhớ gia đình hay không? Nói chung là cái câu hỏi này là câu hỏi hơi gợi nhớ nhiều kỷ niệm các bạn. Đó thì thực sự là ok cho Sim trả lời trước này. Hay chị trả lời trước. Ok chị trả lời trước nha. Mình là một người cô gái từ nhỏ lớn sống ở trong vòng tay gia đình rất là lâu rồi. Nên đây là lần đầu tiên mình sống xa gia đình đến vậy. Hồi đó mình thức dậy mình đều thấy ba mẹ nấu cơm cho mình ăn. Rồi lúc tối lâu lâu mình đói bụng thì ba mẹ có thể nấu cơm, có thể lúc mình sốt mình bệnh mình có thể được ba mẹ chăm sóc. Nhưng mà khi mình qua đây mọi điều, tất cả mọi thứ, mình sốt, mình muốn ăn gì, mình muốn làm như thế nào mình phải tự lo lắng. Nên là cái tiếp theo đó chính là mình sẽ không còn thấy được ba mẹ ở giống tiểu thường ở nhà. Mình sẽ thấy ba mẹ em mình ở nhà đó, chỉ cần mình chạy xuống là mình thấy luôn à. Đó kiểu như là sao ta, nó như một cái khung cảnh kỷ niệm mọi đúng người. Rồi ví dụ đây thì hồi đấy thì mình nhớ là có một khung cảnh, có một cái kỷ niệm trong đầu mình á, là ví dụ tại căn phòng đấy ở Huế thì mẹ mình lúc đi lên thì lúc nào cũng sẽ thấy mình Sam sẽ ngồi làm việc cùng nhau, nói chuyện cùng nhau, trò chuyện cùng nhau. Nhưng mà bây giờ khi mẹ mình lên lại căn phòng đấy cũng là thời gian đó, nhưng căn phòng đấy không còn hai tụi mình nữa. Thật sự thì nó thật sự mình khá là buồn cho ba mẹ, vì ba mẹ mình cũng hay nhắn tin hỏi tụi mình gọi là về việc gọi là con có về thăm được không. Thật sự là cái khoảng thời gian mà tụi mình về thăm gia đình rất là ít mà. Thật sự là
mấy tháng mới về được một lần nên là nó làm cho mình rất là nhớ. Mình nghĩ là cái câu mình nghĩ là chắc chắn một điều chắc chắn đó chính là hai chị em mình đều rất nhớ ba mẹ mình đó. Đây là cái câu hỏi mà mình sẽ trả lời thật lòng đó. Ok. Trời ơi, Diêu nhớ ba mẹ lắm luôn đúng không? Nhớ đúng không? Okay. Nói chung là nó nhiều cảm xúc đó, mình thật sự rất là nhớ gia đình của mình nên thật sự mình chỉ muốn nói một điều với các bạn đó chính là nếu mà sau này các bạn lớn lên các bạn hãy trân trọng bố mẹ, trân trọng và những cái khoảng thời gian khoảng cách mà gì ta trước ăn cơm cùng nhau chỉ là một cái hành động siêu nhỏ luôn. Ăn cơm, đi chơi, mọi thứ cùng nhau đều là những khoảnh khắc quý giá nên mong các bạn sẽ yêu thương bố mẹ thật là nhiều đó. Và nếu mà ok bây giờ mình làm quay clip này mình sẽ gửi mẹ luôn. Nếu ba mẹ có xem được clip này thì con chỉ muốn nói là con yêu ba mẹ rất nhiều. Love you. Đấy, nên con hy vọng ba mẹ ở nhà luôn vui vẻ nè và luôn hạnh phúc nè và ba mẹ an tâm. Thì lúc nào ba mẹ cũng hỏi con là tôi có khỏe không thì tôi có khỏe như Châu. Đấy, ok. Ba mẹ khỏi cần lo. Ok. Ok bạn ơi, thì đây là thử thách thay mẫu nhà ăn đồ màu xanh của mẹ Simi hết rồi. Các bạn thấy như nào? Đừng quên comment video ra biết nha. Tất nhiên là nó với mẹ ơi, nó lắm luôn ạ. Để bụng luôn ạ. Nó lắm luôn nên là okay. Bây giờ các bạn đừng quên like video thật nhiều nha. Và các bạn muốn Sam mời những vị khách mời nào khác nữa, đừng quên comment video sau biết nha. Đó, ok nhớ comment nha. Ok, video được 10k like mình xin mời người tiếp theo. Còn bây giờ tạm biệt mọi người ở clip sau. Hẹn gặp lại. Bye bye.